told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why. Hi, chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái video bình luận về cái chặng đua Thái Lan GP. Vâng, thưa các bạn, các bạn thấy cái tiêu đề của cái video này hay không? Đó là cơn bão Ducati và đốm lửa Fabio Quartararo. Phải nói là mình đặt một cái tiêu đề quá hay để mà thể hiện được cái hiện trạng ở Thái Lan GP. Vâng, thưa các bạn, chặng đua này sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ chiều nay, ngày 2 tháng 10, 2022. Và rất mong các bạn cùng đón xem ha. Cái chặng đua này sẽ là một cái chặng đua bản lề, một cái chặng đua gọi là then chốt cho cái danh hiệu chức vô địch vào mùa giải này, khi mà những cái tay đua tưởng như là đã mất đi hy vọng như là Francesco Bagnaia đã tìm lại được cái sự tự tin của mình, hay là Fabio Quartararo cũng cảm thấy rất là ok cho dù xuất phát ở vị trí thứ tư, nhưng mà Quartararo vẫn có đủ cái nhịp đua để mà đeo bám các cái tay đua Ducati ở phía trên. Nhưng mà trước hết thì chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng Marco Bezzecchi, tay đua đã phá kỷ lục một cái vòng chạy phân hạng ở Buriram, Thái Lan, cũng như là cái tay đua thứ 7 của Ducati đã giành được pole ở mùa giải này. Vâng, đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nói về cơn bão Ducati. Nếu các bạn theo dõi mùa giải này thì các bạn cũng thấy là Ducati đã giành được 13 vị trí pole trên 17 chặng đua tính tới thời điểm hiện tại ha, tức là 13 tay đua của Ducati, hay là 13 tay đua của Ducati, hay là 13 tay đua của Ducati đã xuất phát ở vị trí pole trong 17 chặng đua ở mùa giải năm nay tính tới thời điểm này ha. Một lần nữa thì Ducati thống trị những cái vị trí xuất phát đầu tiên ở một chặng đua ha, và tính tới thời điểm này luôn thì có tới 6 lần Ducati có 3 cái tay đua xuất phát ở hàng đầu tiên. Phải nói là quá kinh khủng các bạn, quá kinh khủng. Gigi Dalina đã tạo nên một con quái vật là chiếc Desmo GP, và trong tay những cái tay đua rất là tài năng và rất là trẻ trung, đầy nhiệt huyết như là Jorge Martin, hay là Marco Bezzecchi, hay là Luca Marini, thì những cái chiếc Desmo GP này trở thành một cái con quái vật để mà tung hoành khắp MotoGP ha. Và hiện tại, tính tới thời điểm hiện tại ha, thì chỉ có là Fabio Quartararo này, Alex Espargaro này và Marc Marquez mới ngăn được Ducati giành toàn bộ pole mùa giải năm nay. Thực sự là một cái gì đó nó vô cùng khủng khiếp khi mà có tới 8 chiếc Ducati rất là mạnh mẽ ở trên MotoGP bây giờ. Rồi, chiếc xe đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng trong cái sự thống trị của Ducati ở những cái phiên chạy phân hạng. Và như lúc nãy mình nói thì Marco Bezzecchi đã trở thành tay đua thứ 7 của Ducati giành pole ở mùa giải năm nay. Luca Marini là chưa có pole thôi, còn tất cả những cái tay đua khác của Ducati ở mùa giải này đều có pole. Thực sự là rất rất ấn tượng ha. Và cái thành tích của Marco Bezzecchi cũng phá luôn cái kỷ lục mà Fabio Quartararo thiết lập vào năm 2019 ha. Cái câu hỏi mà chúng ta cứ tuần nào cũng đặt ra đó là tại sao Ducati lại vô đối như thế ở cái phiên chạy phân hạng. Thực ra thì người ta cũng không có câu trả lời, và ngay cả các cái tay đua cũng không có câu trả lời một cách rõ ràng, một cách chính xác, tại vì thật khó để mà trả lời những cái câu hỏi như thế. Tại vì ngay cả Marco Bezzecchi cũng nói là thực sự rất là khó, tại vì tôi chưa có chạy một cái chiếc xe khác, cho nên là tôi cũng không biết là lý do tại sao chỉ là cái chiếc xe của Ducati có tính cạnh tranh rất là cao, và nó là một cái chiếc xe được làm ra để các cái tay này đẩy nó tới giới hạn. Tuy nhiên thì Jorge Martin có thể là không đồng ý với cái nhận xét này. Vai trò của tay này cũng rất là quan trọng, và theo Jorge Martin thì cái vai trò của một cái tay này có cái tầm quan trọng hơn cái chiếc xe kha khá ha. Và bây giờ thì tất cả những cái chiếc xe nó đều tương đồng với nhau, và tài năng của một cái tay này đóng một cái vai trò quan trọng, đặc biệt là khi mà tay này có thể chạy nhanh trong một vòng ha, như là những cái buổi chạy phân hạng đó. Trong khi đó thì Francesco Bagnaia cho rằng khi mà có nhiều tay đua cùng chạy một chiếc xe thì điều đó mang lại cái lợi ích cho cái hãng xe đó, và mang lại lợi ích cho chiếc xe, và mang lại chính bản thân những cái tay đua đó ha, tại vì họ luôn thúc đẩy nhau để mà chạy nhanh hơn và đưa cái tiềm năng của chiếc xe lên một cái tầm cao mới. Tuy nhiên chuyện gì nó cũng có hai mặt của nó các bạn. Bagnaia cần chiến thắng ở Thái Lan để mà tiếp tục nuôi hy vọng giành cúp, và
Như lời tuyên bố của bác Na trong những cái thời gian gần đây á, thì bác Na không cần cái sự hỗ trợ từ những cái chiếc Ducati khác. Nhưng mà cái vấn đề uống miếng nước trà rồi nói tiếp các bạn. Nhưng mà cái việc mà có quá nhiều những cái chiếc xe Ducati xung quanh á, thì cũng có thể ảnh hưởng đến cái thành tích chung của Ducati ha, ảnh hưởng đến cái tham vọng của Ducati, ảnh hưởng đến cái mục tiêu của bác Na. Các bạn thấy là Jorge Martin cũng muốn có một chiến thắng để chứng minh cho Ducati đã sai khi mà không chọn anh cho một suất ở Factory trong mùa giải 2023. Hay là Johann Zarco, mặc dù đã có 15 lần đứng ở trên bục vinh quang ở MotoGP nhưng mà vẫn chưa có một cái chiến thắng đầu tiên ở MotoGP ha. Rồi chúng ta vẫn còn đó Jack Miller, Luca Marini hay là The Beast Enea Bastianini. Ducati đã tạo ra một chiếc xe hết sức là thân thiện và có tính cạnh tranh rất là cao, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì tất cả những cái tay đua Ducati đều chạy cho mục tiêu riêng của mình ha. Rồi, thì đó là cái câu chuyện của Ducati, mọi chuyện nó sẽ trở nên rất là phức tạp với Francesco Bagnaia. Trong khi đó thì Fabio sẽ phải đối mặt với một cái thách thức vô cùng to lớn khi mà xung quanh anh là những chiếc Ducati. Ba chiếc đầu tiên là Ducati và ba chiếc phía sau anh cũng là Ducati, và em trai của mình hôm nay sẽ có một cái nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Đó, cho dù ngày hôm qua thì ở cái buổi Free Practice 4 á, thì Quartararo chạy rất là tốt, nhưng mà khi mà chạy phân hạng thì hơi bị hụt hơi và phải xuất phát ở vị trí thứ tư. Các bạn cũng biết rồi, chiếc Yamaha M1 rất là thu thiệt ở cái top speed á, cho nên là lúc nào Quartararo cũng phải đẩy giới hạn của bản thân và giới hạn của chiếc xe đi đến tận cùng, vẫn là một cái vấn đề rất là nhức nhối bấy lâu nay, đó là cái top speed, cái tốc độ tối đa. Và khi được hỏi thì cái chỗ nào mà chiếc M1 có thể vượt những cái chiếc xe khác thì bác Na khó hình trả lời là chỉ có cái góc cua cuối cùng thôi, tại vì đó là cái nơi mà bác Na nuôi hy vọng là có thể vượt những cái tay đua khác, chứ còn những cái chỗ khác thì gần như là rất là khó khăn ha. Giống như những cái tay đua khác của Yamaha thì Quartararo không có cái độ bám bánh sau tốt ở cái buổi chạy ngày phân hạng ngày hôm qua, và cái mặt đường Buriram, trường đua Buriram cũng có cái độ bám thấp hơn rất là nhiều. Trong khi đó thì Alex Espargaró cũng có cái hoàn cảnh tương tự đó, chiếc Aprilia RS GP không thể chạy tốt với lốp sau cứng hơn mà Michelin mang đến Áo và Thái Lan. Các bạn thấy là tại vì Áo là một cái trường đua rất là khủng khiếp rồi ha, Red Bull Ring này, và Thái Lan á, với cái mặt đường rất là nhám và cái nhiệt độ rất là cao á, thì Michelin đã mang đến cái lốp nó cứng hơn, và cái việc đó thì ảnh hưởng rất là nhiều đến cái thành tích của Aprilia RSGP khi mà cái chiếc xe này nó không có đè được cái lốp xuống mặt đường đủ mạnh để mà tạo ra cái độ bám và tạo ra cái sức kéo. Không có cái giải pháp nào cho Aprilia, cho Alex, cho Maverick vào thời điểm này, nhưng mà ngày hôm qua thì chúng ta thấy là Alex Espargaró đã chạy hết sức mình ha. Trong khi đó thì Marc Marquez hy vọng vào một ngày mưa, nhưng mà điều đó không xảy ra và ảnh hưởng khá nhiều đến cái thành tích chạy phân hạng của tay đua số 93 ha. Marc Marquez có một ngày thứ sáu rất là hoành tráng, rất là xuất sắc, và hy vọng là hôm thứ bảy ngày hôm qua thì trời sẽ mưa, nhưng mà ngày hôm qua hóa ra trời nắng và Marc Marquez phải chạy Q1 qualifying 1, nhưng mà cũng vượt qua được Q1 lên chạy Q2, nhưng mà cuối cùng á, lúc này thì Marquez chỉ còn một cái lốp sau thôi, và cộng với cái sai sót ở khúc quay cuối cùng thì mà Marquez chạy ở vị trí thứ 8, xuất phát ở vị trí thứ 8 ở cái chặng đua ngày hôm nay ha. Tại vì hôm thứ 6 Marquez chạy cháy quá, cho nên là hôm qua thì cảm thấy rất là mệt ha, hơi mệt đó. Rồi nếu mà mọi thứ nó làm sao ta? Nếu mà trời mưa vào ngày chủ nhật thì mọi thứ chắc chắn nó sẽ trở thành một cái đống hỗn loạn. Rồi chúng ta có Jack Miller này, Johann Zarco này, là những cái tay đua chạy mưa khá là tốt ha. Brad Binder thì đề ba rất là hay. Rồi Fabio Quartararo cũng rất là mạnh mẽ khi ở trên đường mưa ở mùa giải năm nay, và Ducati cũng đã giúp Bagnaia tìm lại được cái sự tự tin và cái thiết setup để mà chạy cả đường khô và đường mưa. Rồi, tham vọng này, sự kiên định này và sự tương đồng về hiệu năng giữa những cái chiếc xe chắc chắn sẽ làm Thái Lan GP trở thành một cái chặng đua khó đoán. Và nếu mà trời mưa nữa thì mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn. Các bạn dự đoán tay đua nào sẽ giành chiến thắng ở cái chặng đua vào lúc 15 giờ chủ nhật ngày hôm nay thì các bạn có thể để trong cái phần bình luận của video này, và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau sau
trận đua này. Bye.